Kính thưa quý thính giả, và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe câu chuyện hàng tuần với chủ đề Sống Mạnh do bác sĩ Trịnh Ngọc Huy cùng cộng tác trình bày cùng quý vị sau đây. Trước hết xin được chào anh Huy. Xin chào anh Nam và xin quý chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một cái đề tài về muối dùng trong thức ăn hàng ngày của chúng ta. Vì FDA, Bộ Thực và Dược phẩm mới tuyên bố trong vào tuần qua một khuyến cáo mới về vấn đề số muối mà chúng ta nên dùng mỗi ngày. Và FDA đã lên tiếng rằng yêu cầu tất cả những nhà hàng và những hãng làm thực phẩm giảm đi cái số lượng muối trong thức ăn mà họ bán ở đồ ăn ở trong các tiệm ăn hay là những cái đồ bán ở trong chợ cho người tiêu thụ. Và cái lượng muối hiện nay đang khoảng là 3.400 mg, và FDA muốn khuyến cáo giảm xuống là khoảng độ 3.000 mg mỗi ngày, tức là khoảng 12% giảm xuống. Ngay cả cái con số 3.000 mg muối được dùng cho mỗi ngày nó vẫn cao hơn là cái khuyến cáo của US Dietary Guidelines. Họ khuyến cáo rằng một người chỉ nên dùng khoảng độ 2.300 mg muối mỗi ngày mà thôi. Nhưng mà tại vì FDA không có muốn giảm xuống quá lẹ, vì họ nghĩ rằng cái vấn đề giảm xuống quá lẹ nhiều khi nó hơi khó mà để cho mọi người theo. Thưa quý vị, tại sao muối có thể nó nguy hiểm với cơ thể của chúng ta? Và nếu nó nguy hiểm thì tại sao chúng ta lại ăn muối? Thật ra muối nó cũng rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể chúng ta cần khoảng độ 500 mg muối, tức là như thấy là chỉ 1/6 số muối mà chúng ta mà FDA khuyến cáo chúng ta nên dùng mỗi ngày. Cơ thể chúng ta cần khoảng 500 mg muối mỗi ngày để giúp cho cái duy trì cái hệ thống thần kinh trong thể của chúng ta nó làm việc, và nó cũng giúp cho bắp thịt của chúng ta có thể co thắt và cũng như thư giãn. Nếu mà thiếu muối, chúng ta có thể bị chuột rút, hay chúng ta có thể bị những cái triệu chứng về bắp thịt. Và cái muối này nó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề giúp cho cơ thể giữ được nước, duy trì cái lượng nước và những cái khoáng sản trong cơ thể, tức là mineral trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có nhiều muối trong cơ thể, nó sẽ làm cho cái thận của chúng ta bị yếu đi. Và cái muối nhiều nó làm cho cơ thể của chúng ta giữ nước. Một khi trong người chúng ta nhiều nước thì cái tim nó phải làm việc nhiều hơn để nó luân chuyển máu. Tại ra có thể nó tạo ra bị cao áp huyết, và bị cao huyết có thể đưa đến bị bệnh suy tim, bệnh hư thận và ngay cả bệnh tai biến, bệnh máu não. Những cái nghiên cứu cho thấy khoảng độ 2.000 mg muối mỗi ngày, nếu mà chúng ta ăn nhiều hơn trên đó, thì cho thấy là cứ khoảng 1/10 người bị chết vì bệnh tim ở trên thế giới là vì có thể gây ra, nếu mà vì những người đó ăn trên 2.000 mg muối mỗi ngày. Thì là quý vị thấy muối là có thể cũng rất là hại cho cơ thể của chúng ta. Và một nghiên cứu khác cho thấy rằng nếu mà chúng ta giảm 1.200 mg muối, giảm xuống là ăn bớt đi 1.200 mg muối mỗi ngày, thì cái có thể giảm được 120.000 bệnh tim mỗi năm, và là giảm đi được 66.000 bệnh nhân có thể bị tai biến mạch máu não, và 99.000 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, và có thể làm giảm đi được 92.000 bệnh nhân bị chết vì liên quan đến bệnh muối trong người của mình. Như vậy thì bao nhiêu muối, khoảng 3.000 mg muối là khoảng bao nhiêu? Thưa, một muỗng cà phê tương đương với khoảng 2.300 mg muối. Và nếu mà 3.400 mg muối là khoảng một muỗng cà phê rưỡi. Đây là quý vị có thể tưởng tượng là số muối mà chúng ta chỉ có thể ăn mỗi ngày. 70% những thức muối ở trong đồ ăn ở bên Hoa Kỳ thật ra nó không phải là từ muối mà chúng ta đổ bỏ trên bàn hay là chấm tí xì dầu, chấm tí nước mắm, mà đa số muối là từ trong những thức ăn ở trong nhà hàng khi chúng ta nấu, thức ăn khi chúng ta nếm, và trong những cái đồ ăn bỏ trong đồ ăn hộp hay là những cái package mà bán ở ngoài chợ. Thưa quý vị, khoảng 40% muối là có thể nó từ những cái thịt nguội, thịt ham, thịt salami, hot dog. Mình sẽ ngồi nghĩ, chúng ta không ăn những cái thịt nguội đó. Nhưng mà thật ra chúng ta ăn bánh mì ba lè, chúng ta ăn bánh mì ly sandwich, thì thưa quý vị, giò chả và thịt nguội đó nó cũng có rất là nhiều muối. Và những thức ăn khác như là pizza, taco,
mà chúng ta nói về những đồ hộp, mình nói ở chúng ta không ăn đồ hộp Mỹ, nhưng mà nếu mà quý vị nhìn thấy những như mì gói, mì lon, nước lèo, nước phở mà chúng ta mua trong hộp mà bán thì chúng ta nấu phở, chúng ta không phải hầm gà, hầm thịt bò. Thưa quý vị, những cái nước ở trong đó nó rất là nhiều muối. Và ngay cả những hamburger, cái pasta như là những cái cũng có rất là nhiều muối. Những cái thức ăn snack như là ăn potato chips, mình ăn crackers, nó cũng có rất là nhiều muối. Và nếu mình nói đồ ăn Mỹ thì chúng ta nhìn lại đồ ăn Việt Nam của chúng ta. Quý vị nghĩ là phở, bún bò Huế, hủ tiếu, mì xào mà không có nhiều muối à? Tôi nghĩ nó cũng rất là nhiều muối, đúng không? Thành ra những cái muối đó chúng ta không có để ý mà rất là nhiều. Quý vị thấy tôi không có nấu ăn, nhưng mà tôi nghĩ là quý bà mà nấu ăn, tôi thấy đôi khi vợ tôi hay là mẹ tôi nấu đồ ăn thì cứ đổ tí muối vô, đổ nước mắm, xong rồi nêm nếm lại đổ thêm tí muối, đổ thêm nước mắm vô. Mà chả có biết bao nhiêu thì mình đổ vô, đổ muối mình đổ vào. Thành ra cái vấn đề muối rất ăn rất là quan trọng. Thành ra nấu ăn ở nhà nó cũng, chúng ta cũng phải rất là để ý cẩn thận, vì đó là một trong, nó đa số là những cái muối nó từ đó ra, nó hơn là những cái muối như tôi nói là nó trong nước mắm hay trong xì dầu mà khi chúng ta chấm thêm. Ngay cả quý vị nên biết là những cái thịt gà breast mà chúng ta mua ở ngoài chợ trước khi mang chúng ta về nấu thì tôi cũng mới đọc được, và tôi cũng không có biết rằng là đôi khi những cái miếng, những cái thịt gà đó, mấy cái hãng nó bán thịt gà cho chúng ta, họ chích cái nước muối ở trong đó, lý do là tại vì nó làm cho cái thịt nó nở ra và nó moisture, tức là nó được không có bị khô, và nó cũng thêm được một ít trọng lượng, tăng lên cái trọng lượng của thịt gà mà họ bán. Tại ra ngay cả chính cái đó nó cũng có một số muối vào trong thức ăn của chúng ta. Tại ra tóm tắt lại, muối là có thể gây ra những cái bệnh, là bệnh cao huyết, có thể làm cho suy thận và bị hư thận. Chúng ta ăn càng ít muối càng tốt. Và những muối này thường thường đa số là khi chúng ta nấu thức ăn, và đa số là khi chúng ta ăn ở ngoài nhà hàng, hay là khi chúng ta ăn những đồ hộp như là mì gói, mì ly, hay là những phở gói, phở ly, là chúng ta nên để ý đến cái vấn đề muối của chúng ta.